Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn swap một cái sàn giao dịch phi tập trung, một cái sàn sắp ra mắt và sẽ có airdrop nha các bạn. Cái sàn đó có tên là Android Humki, được chạy trên nền tảng của mạng Android nha các bạn. Android gì nè. Thì nó có hiện tại nó chưa có airdrop nha các bạn, nhưng mà nó sẽ có airdrop cho cộng đồng NFT và nhiều hơn nữa nè các bạn. Thì để tham gia dán này thì các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, download về một cái app có tên là Android Wallet nha các bạn. Rồi ta. Rồi sau đó thì các bạn tạo ví bình thường nha các bạn. Cũng như là cái ví chút wallet đó, trước kia mình đã có hướng dẫn các bạn tạo ví rồi mà cái video đó lâu quá. Rồi, sau đó thì các bạn cần phải có con token có tên là Android nè các bạn. Thì các bạn lên sàn Binance các bạn mua nha các bạn. Thì các bạn mở sàn Binance của tất cả các bạn ra nè. Con Android này thì các bạn nạp vào con USDT nha các bạn. Thì các bạn bấm vào deposit nè. Hoặc là các bạn có thể nạp hoặc các bạn có BNB trên sàn Binance sẵn thì các bạn có thể chạy qua con Android nha các bạn. Thì các bạn gõ từ là Android. Các bạn mua vào nha các bạn. Bấm buy nha các bạn. Vì mình đã mua rồi. Sau khi buy xong thì các bạn bấm vào một withdraw nha các bạn. Các bạn chọn Android nè. ALGO đâu phải con này nè các bạn. Rồi thì các bạn min group nó là 10 nha các bạn. Hiện tại một token này có khoảng 1 đô mấy nha các bạn. Trước kia nó có 0.8, 0.9 gì mà con này giờ nó bò tới gần 2 đô cho một token này. Đâu có thử 1.8 mà. Trước kia mình bỏ cái mấy đi. Có mấy token đây giờ lên tăng thấy ghê luôn. Rồi thì các bạn copy cái địa chỉ của mình chỗ này nè nha các bạn. Làm lại cho các bạn nè. Các bạn nhập cho đây nè. Cái địa chỉ này là cái địa chỉ nhận của mình nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ này nè. Hoặc là bấm vào Android nè. Các bạn bấm đầu reset cũng được nữa. Các bạn copy địa chỉ này nè. Sau đó thì các bạn lên sàn Binance các bạn nhập vào đây nha. Dán vào đây nha các bạn. Dán vào address nè. Rồi mạng thì mạng Android các bạn muốn group bao nhiêu thì các bạn group nha các bạn. Chọn mắt cũng được. Rồi bấm withdraw thì nó sẽ có một cái mã config về sàn Binance các bạn rút về nha các bạn. Con này rút trong vòng 1 phút rồi các bạn. Rồi sau khi về các bạn có một con token Android xong thì các bạn cần click cái phần link mô tả dưới cái video của mình. Các bạn copy cái link sàn của nó nha các bạn. Link sàn sắp ra mắt nè. Sẽ coi góp nè. Rồi các bạn dán vào trình duyệt chiếc chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi khi dán vào thì các bạn connect nha các bạn. Bấm vào connect wallet nè. Các bạn chọn vào Android Mobile Wallet nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect nè. Rồi các bạn chọn Android Wallet của tất ví Android Wallet của bạn nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào connect nha các bạn. Rồi các bạn trở lại. Rồi vậy thì các bạn đã connect thành công nha các bạn. Ủa sao nó dăng ra ta, để connect lại cái. Rồi các bạn connect xong thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Ủa sao dăng ra ngoài ta. Lại cái. Mắt màu. Nó có mắt mình quét mã QR code gì không biết nữa. Connect lại nè. Không được nữa thì dùng cách khác nữa. Chứ có gì đâu. Nó Binance mình có nè. Sao nó dăng ra ngoài các bạn. Để mình tìm cách connect trực tiếp không được. Nó yêu cầu mình quét mã QR code. Thì các bạn bấm vào một QR code nha các bạn. Sau đó thì các bạn dùng một cái máy khác các bạn chụp màn hình này lại nha các bạn chụp mã QR code đi các bạn. Sau đó thì các bạn mở cái địa chỉ với Android của tất cả bạn ra nha các bạn bấm vào một phan các bạn bấm vào một bên đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một connect wallet rồi bật xanh các bạn quét scan nè các bạn cứ quét cái mã vạch nãy nha các bạn để mình dùng cái máy khác các bạn. Không cần quét scan nè các bạn connect được chưa các bạn. Mình connect lại nè các bạn. Rồi bấm vào Mi Android Wallet nè, bấm vào connect nè. Vì hồi nãy cái mạng của mình nó lag hay sao mà connect không được, giờ connect được nè. Rồi bạn bấm vào connect nè. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Nó connect được rồi các bạn. Rồi sau khi connect được thì các bạn swap qua một các bạn bấm vào một swap nè các bạn.
Đây mình tím nhấp vào UD mình swap có con nào vậy ta? Đây cái bài có hai con tôi cần. Siêu. Mình không biết swap qua con nào luôn. Rồi các bạn swap qua con USDC đi nha các bạn. Các bạn chiệt gõ vào USDC là nó hiện ra, các bạn hát vào các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chọn số lượng swap nha các bạn. Đây thì mình chọn cái khoảng 20 thôi nha các bạn. Mình có 29 nè. Tùy theo các bạn có 1 hay đồng gì các bạn swap cũng được nha các bạn. Mình swap mình để đi bull luôn các bạn. Mình swap mình để kiếm mày rớt thôi. Phan phan các bạn để mình swap qua 10 con USDC nè, các bạn bấm vào phanh nha các bạn. Rồi các bạn sẽ tốn một chút thời gian nha các bạn, bấm vào confit nè. Bấm vào set nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Sau đó các bạn swap nha các bạn. Thì tùy theo các bạn có ít thì các bạn swap ít nha các bạn. Các bạn sẽ tốn phi ra một lần nữa nè. Asset nè, là hai lần nè. Một lần smart con chắc và một lần swap nha các bạn. Đây thì nó không có nói rõ cái vụ mà airdrop cho cộng đồng mà mình swap min bao nhiêu hay là bao nhiêu. Nên các bạn swap một đồng hay đồng gì cũng được nha các bạn. Để săn airdrop thôi các bạn. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn swap. Còn bạn nào muốn bull chắc để chắc ăn airdrop hơn thì các bạn vào bull nha các bạn. Phan các bạn. Rồi mình vào bull luôn đi các bạn. Mình bull một chút xíu thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào một add liquidity nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chọn trên đây con unroll nè. Dưới đây thì các bạn chọn con UDC của các bạn đã swap có được nè các bạn. Thì các bạn chọn đây một thôi nha các bạn. Mình swap để mình kiếm address thôi nha các bạn. Thì mình sẽ tốn là 50-50 là mình tốn 1 USDC và 0.5 con unroll của mình nè. Rồi các bạn bấm vào phanh nha các bạn. Các bạn sẽ tốn phí gà một chút xíu nữa nè các bạn. Bấm access. Sang address mà. Nhiệm vụ này các bạn khỏi cũng được nha các bạn. Vì mình để chắc ăn hơn thì mình sẽ làm nha các bạn. Mình sợ nó có airdrop về sacking các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn bấm vào add liquidity cái nữa nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào confit supply nè. Nãy quên hướng dẫn các bạn lãi suất bao nhiêu nữa. Mình cũng quên coi luôn. Vì ít quá nên mình cũng không có test luôn. Bấm vào set nè. Mình không quan trọng lãi suất các bạn, mình chỉ săn airdrop. Chắc sàn mới gai, tải sức chắc rất là cao nha các bạn. Các bạn mình đã bull xong thì mình đã nhận lấy sức là 0.003 nè. Mình là 0.003 bull nè. Tôi càng. Thì mình khuyên các bạn nên sẽ tách một lượng nhỏ thôi nha các bạn. Cái con 0.5 một đô gì thôi đảo lại thôi nha các bạn. Để mình tìm hiểu. Các bạn để cho nữa sau này các bạn có gút gai thì các bạn bấm vào một bull nè các bạn. Thì các bạn bấm vào một này nè các bạn. Manari nè. Rồi các bạn bấm vào Remon nha các bạn. Thì các bạn rút ra nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Có thông tin gì mình sẽ cập nhật sau cho các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.